Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứa Lê Gia ha. Hôm nay bên vườn em giới thiệu mình là 16 cây sứa Thái Ghép ạ. Rồi giá cây em bán có giá là từ 30.000 cho đến 550.000. Trời đang mưa lâm râm rồi, em tranh thủ clip này em làm lẹ ha. Mình xem có mẫu hoa ớt giùm em. Rồi số 1. Số 1 một giống hoa thơm đậm mùi luôn, tên là Mộng Yến, 3 lớp. Tím sọc. Đây, Mộng Yến mới vừa bung ra nè. Tím sọc, hoa thơm đậm mùi, hoa chùm nha. Mộng Yến 8 bo 550.000. Số 2. Số 2 là Phượng Hồng 3 lớp, màu vàng viền hồng, hoa thơm luôn. Đây Phượng Hồng rộ lắm, thơm ngang á, 11 bo 300.000. Số 3, Thần Tài 5 cánh màu đỏ, Thần Tài 7 bo 120.000. Số 4, số 4 cây ghép 3 giống, tầng thấp là Rạng Đông 3 lớp màu vàng, tầng cao á Reti 2 lớp màu vàng thơm, với lại Bảo Trân 4 lớp. Rồi cây mình 7 bo 160.000. Mưa tới rồi. Số 5. Số 5 ghép 2 màu, tầng thấp Tân Thành đỏ 3 lớp, tầng cao là Tuyệt Đỉnh 3 lớp trắng viền đỏ. Hoa thơm. Rồi, Tân Thành cao, cây ghép 2 giống Tuyệt Đỉnh và Tân Thành cao khoảng 8 tấc, ghép 8 bo 160.000. Số 6. Số 6 là cây Thanh Lý, cũ hình hơi quái mà bị lỗi. Ghép Nguyệt Tâm 7 nha, 4 lớp vàng cam viền hồng, nở vài ngày chuyển hồng, cây 6 bo 30.000, hàng Thanh Lý. Số 7. Số 7 á, Kiều Mỹ. Đây, mẫu hoa của Kiều Mỹ, 3 lớp vàng cam, nền vàng mới nở ra vàng cam sọc đỏ, cánh dúng. Cái mẫu hoa này rất là đẹp luôn á, cánh dúng nè. Rồi, Kiều Mỹ 6 bo 120, hoành cũ nó là tầm 55 ăn lên. Số 8, Vĩnh Lộc 16, tàn xuất sắc luôn, nụ đang nụ rất là rộ luôn nha. Vĩnh Lộc 16 3 lớp trắng sọc hồng nhạt. Cây mình 6 bo 120.000. Số 9. Số 9 đến với một cây tàn đẹp nữa nè. Kim Ngọc 11, hoa 3 lớp, cây 9 bo 300.000. Số 10. Số 10 là Hồng Chi 3 lớp trắng viền hồng, Hồng Chi 12 bo 200.000. Số 11, 11 ghép 2 tầng 2 giống, Long Thành và Tân Quý, cây 10 bo 160, mưa tới luôn. Số 12, Ý Xuân với lại Bảo Trân, cây 7 bo 160.000. Clip này là quay như điên cướp luôn. Số 13, 13 là Kim Phá, Kim Phá 3 lớp vàng nha cả nhà, 17 bo 500.000. Số 14, Tím Thang 14, 9 bo 350.000, em tranh thủ làm. Số 15, Ngọc Thủy Tiên, Ngọc Thủy Tiên là 13 bo 500.000. 16 Tân Thành, 16 là Tân Thành với Phú Thành, cây 10 bo 500.000. Rồi cả nhà mình xem, nếu yêu thích thì ủng hộ cho vườn em ha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ ạ.